công vinh tặng thủy tiên 2 tỷ khuyên vợ ngừng livestream bán hàng nhân dịp sinh nhật của thủy tiên công vinh đã chuyển khoản 2 tỷ đồng để làm quà chúc mừng bà xã nữ ca sĩ còn công khai luôn ủy nhiệm chi cùng tin nhắn của chồng lên mạng xã hội để làm bằng chứng thủy tiên cho biết nhận được tiền của chồng khi đang livestream bán hàng cựu tiền đạo của đội tuyển việt nam công vinh bày tỏ mong muốn vợ ngừng công việc này để dành thời gian tận hưởng cuộc sống an nhàn chăm sóc con cái ba mong mẹ yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc nên ba muốn tặng món quà này cho mẹ mẹ nghỉ ngơi đi chơi ở nhà lo cho gia đình con cái thôi Đừng làm gì nữa, mọi chuyện để ba lo. Ba nói này, có gì không phải mẹ bỏ qua cho ba nhé, hay mẹ đừng bán hàng online nữa, vừa cực mà ba cũng lo mẹ sẽ bị tổn thương. Công Vinh nhắn tin cho Thủy Tiên, động thái của Công Vinh bắt nguồn từ những phản ứng trái chiều từ phía cộng đồng mạng khi thấy Thủy Tiên bất ngờ livestream bán hàng trên mạng xã hội. Ngoài việc nhắc lại những ồn ào trước đây, cư dân mạng còn đào lại chuyện Thủy Tiên từng khoe được chồng cho 40 tỷ tiêu vặt nhưng nay phải bán hàng online. Trong mỗi phiên livestream của mình, Thủy Tiên thường xuyên nhận những lời lẽ mỉa mai từ phía cộng đồng mạng, trên trang cá nhân Thủy Tiên đã hé lộ phản ứng ngược trước lời đề nghị của chồng. Nữ ca sĩ khẳng định không nghe theo lời khuyên của công vinh mà tiếp tục làm việc. Hôm qua đang trong lúc đang livestream bán hàng online, nhận được món quà sinh nhật bất ngờ của chồng kèm những dòng tin nhắn làm em cực kỳ xúc động. Nếu không phải là đang bận livestream thì đã chạy ngay về nhà ôm chồng và nói, hôm ấy mình tặng quà thôi bớt khuyên lại đi ba. Có bao giờ khuyên mà tôi nghe đâu sao khuyên chi hoài cho cực vậy.